Hắn lại ghen và mạo muội để vào đây sàm sỡ với một cái cô gái có một cái tinh thần không bình thường như thế này. Nếu mà ta nghi ngờ anh vậy đó, anh đâu cần cãi. Tại vì anh cãi rồi, ta nói anh biện hộ, anh không cần cãi. Tại mình đúng không? Mình như vậy là đứa con của cô gái khờ cũng đã được sanh ra gần 2 tháng rồi, nhưng nỗi oan của người cha dượng vẫn còn đó. Người ta cho rằng cha dượng chính là người tạo ra đứa con đó. Tuy nhiên, để tìm hiểu sự thật đó thì mời cô bác quý anh chị cùng nghe những người trong cuộc như là cha dượng chia sẻ về cái câu chuyện đứa con bất đắc dĩ của Thị Hường ha. Ngày hôm nay thì em quay trở lại đây gần một năm trời rồi, và thấy Hường lại có một cái người con, gọi là người con bất đắc dĩ. Mà vui cái là anh với chị đều rất là mừng, coi như là một đứa con trời ban thanh long hả? Ừ. Đó là chắc ông trời không cho. Anh có nghĩ rằng là đây là sự sắp đặt của ông trời không? Thì chắc mình nghĩ là vậy đi. Chứ nếu mà hai chồng mà chết rồi là nhỏ này cái nước của tôi vô trung tâm á, gửi vô trung tâm cho nhà nước, chứ đâu còn ai đâu vì cô chú bác gì đâu mà lo cho nó. Dạ, sắp đặt của ông trời là sắp đặt cho Hường có một người con á. Ừ. Cũng khá là kháo khỉnh, là tên của ông bà ngoại đặt cho luôn. Tên Diễm My hả? Hà My. Hà My. À, sao mình đặt lại tên đó? Lúc trước bà ngoại nó đặt cái gì Mỹ Tiên gì vậy. Mà thấy kỳ quá. Tại vì đâu mà trùng với ca sĩ Mỹ Tiên nữa. Bắt đầu anh mới đặt lại. Mới la thôi. Nó họ Nguyễn thì mình phải đặt cái chữ nào mà cho nó nhẹ nhẹ xíu không? Nó nhẹ nó trùng với cái họ Nguyễn. Ví dụ họ Trần hay gì là mình đặt nó ở cái khác nữa. Bây giờ mới đặt Hà My á. Cái ngày mà phát hiện ra có con thì Hường có con thì bà ngoại có bất ngờ gì không? Chị có bất ngờ gì không? Có. Hai chồng đổ mồ hôi luôn rồi. Đổ mồ hôi học luôn. Lo nhất là điều gì ạ? Lo nhất là sợ mình nuôi không nổi. Cái duy nhất là mình nuôi không nổi. Ừ, lớp nào là con nhỏ khùng này, lớp nào đứa bé nữa. Rồi có rồi xong rồi bả phải ở nhà rồi. Rồi có mình anh trang trải rồi, sợ trang trải không kham. Đó là không nổi. Ừ. Ví dụ ăn uống thì mình chống lại nổi. Còn đứa bé nó có sữa tả rồi nữa. Nó có nghĩa là Hường là mình anh chăm sóc đồ hết luôn. Đem cơm đồ ra luôn đúng không? Ừ. Bình thường là chăm sóc đó. Trước đây anh cũng đã từng chia sẻ với em rằng là Hường đã một lần bị một kẻ xấu sàm sỡ. Đúng rồi. Và người bắt được đó chính là anh luôn. Đúng rồi. Và người đó cũng viết một cái cam kết luôn. Viết cam kết. Cách dạ. Lần đó là lâu chưa anh Long? Cũng 2 năm mà, 2-3 năm gì đó. Ừ. Thì khoảng hơn một năm sau thì quay lại thì Hường lại có con. Trước là thôi cũng nghĩ chậm sớm đúng không? Mình thôi, mình không có làm khó người ta. Người ta cũng nghèo khổ nữa. Thì con người ta thì nói trắng ra thì thằng đó thì nó không được bình thường. Cũng... nó cũng có vấn đề. Nhưng mà ít hơn nhỏ này. Thằng kia nó biết nói, biết làm. Biết làm phụ này phụ kia. Nó cũng ba lơn vậy đó. Và em cũng đã xem clip của em Phong cũng như là anh Ho. Thì nói về việc rất là nhiều người hàng xóm họ dèm pha dị nghị này kia. Ừ. Cho rằng là có sự nghi ngờ. Thậm chí là họ nghi ngờ lớn đó. Thì đối với anh thì anh là người trong cuộc thì anh suy nghĩ như thế nào? Và em muốn anh có cãi lại không hay là như thế nào anh không? Nếu mà ta nghi ngờ anh vậy đó, anh đâu cần cãi. Tại vì anh cãi rồi, ta nói anh biện hộ, anh không cần cãi. Tại mình đúng, mình làm đúng là mình không có cần gì mình biện hộ cho mình gì đó. Mình không có cãi gì. Người ta nói được á, người ta có tội được.
Phải không? Chứ giờ sao? Giờ mình bắt không được thì tao phải nghi ngờ mình. Còn lúc trước bắt được thì đâu có nghi mình làm gì. Cái chuyện đó là chuyện diễn viên, ai cũng phải có đặt cái vấn đề đó. Anh có cảm giác khó chịu? Khó chịu là khó chịu rồi đó. Nhưng mà hỏi cãi rồi ta nói gì ta nói đi. Ta nói nhiều thì ta sẽ có tội nhiều gì. Ta cứ nói nhiều ta tội nhiều. Chứ anh em hỏi thử sớm. Từ đó giờ không có mít lòng một đứa nít. Tối ngày biết đi làm xong rồi về nhà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Rồi có cái này hư cái kia hư, bắt đầu sửa này sửa kia rồi. Làm tối ngày vậy đó. Hết làm trên bờ xuống sông. Vít đất làm đồ. Có rảnh giỏi đâu. Buông ra cái nằm như xác chết đấy. Mệt. Khi mà được ở hàng xóm họ dèm pha như vậy thì phản ứng của chị như thế nào? Ở xóm viện ở đây thì không ai nói đó. Tại vì ta biết. Ta biết cái tính của anh đúng không? Ta biết cái tính tình của anh. Người ta không có nói. Không ai nói đó. Người ta còn tôn trọng, người ta còn khen. Tại vì ta biết cái tính tình là từ đó giờ siêng năng dữ lắm. Rất lo làm không mà. Chứ không phải là giống như người ta lo ăn, lo nhậu, gây lộn, quýnh lộn trong hẻm, trong xóm đâu. Làm phiền. Người này làm phiền người kia. Không bao giờ. Chắc chị thì cũng tuyệt đối tin tưởng anh mà. Đúng rồi. Bà xã là bà tin tưởng nhất. Chứ mình đó giờ gây gối cái này cái kia rồi. Thì ta mới dèm pha mình cái này cái kia rồi. Mình từ đó giờ mình không có làm gì. Phải không? Ví dụ người xa đi. Người ta không nhìn vô, người ta không thấy. Người ta không biết. Thì ta phải nói mình rồi. Ví dụ như anh là một người mà rất thăng là ăn chơi nhậu nhẹt, chơi bời bỏ vợ con, thì họ còn có một cái cơ, có một cái lý mà để mà họ nói đúng không? Đúng rồi. Con này anh lo làm ăn không mà, chứ đâu anh đâu có nhậu. Anh có nhậu nhẹt gì không anh Long? Có nhậu mà ít lắm. Ở xóm này không bao giờ mà nhậu với người này kia. Chiều về làm tí gì vậy bỏ ha. Có làm thì, ví dụ mua sị ở trong nhà. Coi nhậu riêng luôn. Nhậu riêng mình vậy đó. Ngồi mở vô tiếng lên coi. Giống như uống cho nó đừng có nhức mỏi nữa. Em nghe nói là hơn tiệt sản luôn hả? Tiệt sản luôn em. Tại vì nó vậy mình phải cho nó tiệt sản luôn chứ. Đúng rồi. Anh kêu bác sĩ thôi sẵn làm luôn đi. Chứ mốt mà ví dụ có xảy ra thêm lần nữa không biết sao hai chồng nuôi. Đúng rồi. Xử lý vậy là chính xác nhất. Một đứa không muốn chết rồi. Thêm đứa nữa chắc tiêu luôn. Nước trốn bỏ nhà đi luôn chứ. Đúng. Chứ đường nào nữa sống nữa. Lo đâu nổi. Đường nào sống nữa. Bây giờ con em bé giờ mà sanh ra là không có tiền là khó lắm. Đúng rồi. Ngày xưa thì ông bà mình thường có câu là trời sanh vô sanh cỏ. Có nghĩa là mình thiên nhiên ưu đãi nó còn nhiều. Thời đại này là thời đại 4.0, thời buổi công nghiệp hết à. Từ sữa rồi tả rồi mọi thứ thuốc men rồi bước ra là tốn tiền. Bước ra là tốn tiền. Hồi lúc trong bệnh viện á. Về có tầng hai tầng anh cũng mua sữa trong bé đó, là sữa loại 500 mấy á. Thấy 500 mấy ngán quá cái đổi qua cái loại sữa 300 mấy cho nó bú đỡ chứ một tiền tuần, đó một tuần uống hết không? Một tuần hình như nó uống một lon hay gì á.
Mà cái mà cho nó uống cái loại sữa 500 mấy đó, thì nó không có dị ứng, nó ọc rối. Mà sao uống cái loại này sao nó làm gì nó không chịu sữa hay gì á? Nó lạ sữa. Ừ. Tính là uống hết này, uống hết cái... Đây là cái lon 300 mấy hả? 300 mấy. Giờ uống hết mấy cái lon này, bây giờ đời chắc đổi qua cái kia quá. Em ra thì em thấy Hường á có vẻ như là đầm thắm hơn tí xíu. Không có còn la ó giống như ngày xưa mà lần đầu tiên. Đúng rồi, bây giờ anh ít la. Dạ, ít la. Vì uống thuốc hay là sao anh? Có, anh có cho uống thuốc tâm thần à. Để giữ nó, giống như giữ cho nó, cho nó đừng la lối, nó đừng quậy nhiều. Còn nguyên bọc thuốc tâm thần của nó mà, lúc nào cũng có trong nhà. Mới ngừng thuốc mới mấy bữa. Rồi không cho nó uống nữa. Rồi cho nó uống dập hoài á. Anh với chị là sống ở nhà bao nhiêu năm rồi? 9-10 năm rồi. Thuốc cho nó uống nhiều quá nó không được. Đúng rồi, hại sức khỏe. Nó yếu á. Đi mà nó đi xỉn điện như mấy ông xỉn vậy. Ừ, thấy mạnh quá. Thấy nó giật nhỏ quá. Chịu không nổi. Thôi đi ngưng đi. Ngưng cho nó tỉnh lại. Em có nghe được thông tin là một thời gian trước đây thì có một số bạn xuống quay. Thì tuy nhiên á, là anh lại là không cho quay. Có một số lời thì cũng nghe nói này kia thì nó cũng không đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thì anh qua đây anh có muốn nói lời nào không? Có. Nếu mà ngày hôm nay là ai muốn quay thì chia sẻ đúng không? Không à, mấy anh chị em á thì lúc trước xuống quay á thì không cho quay, là không phải là không cho quay, nói thẳng ra vậy, chứ không phải là làm khó khăn gì. Dạ, cũng không phải là không có khuất mắc gì mà không cho quay. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó đó là có một người ở ngoài Đồng Nai á, đó thấy con Hường nè có bầu đó, người ta mới nói là thôi đi cô chú đừng có quay, để con lo cho con Hường cho đó. Rồi mình cũng nghĩ là thôi đi, có người lo rồi, mình không đâu có quay làm gì. Mình không quay làm gì, nhờ Mạnh Thường Quân làm gì. Tại người ta cũng lên tiếng vậy rồi, phải không? Mình cũng ý y. Cái cứ nó điện đài tới điện đài lui, nó cũng có nói trắng ra thì cũng có cho tiền, đúng không? Mà cho ít à, giống như vài 300 ngàn vậy đó, thì cũng có cho. Rồi cứ điện đài nó nói chừng nào mà con Hường nó chuẩn bị nó sanh á, nó vô bệnh viện á điện con nha. Thì con chạy vô liền đó. Thì mình cũng nghĩ chưa tới chừng nào tới rồi mình điện mình kêu nó. Thì Hường chưa sanh là bắt đầu nó điện, nó kêu thôi bây giờ cô chú gỡ Hường ra ngoài con đi, ngoài Đồng Nai đi, là ở ngoài ngoại là giống như cái thánh thức gì gì tinh lành gì đó đạo. Là giống như là nuôi chuyên gia, nuôi những trẻ mà mồ côi này kia tùm lum la đó. Rồi mà mẹ đưa ra ngoài tính gỡ ngoài giống như sanh đẻ ngoài luôn á, nó nói là gần con dễ, chứ mốt vô bệnh viện ở đây rồi con mất công con chạy về nữa. Cái mình cũng nghe vậy cũng có lý, đem ra ngoài được cũng 2-3 bữa. Thì bữa thứ ba thì anh mới suy nghĩ anh ta, cái này vụ này có vấn đề hay gì đó, mình thấy hơi kỳ kỳ, cái hành động người ta kỳ kỳ, sao giúp con mình không, thì ví dụ gỡ tiền lại đây thì nó mốt nằm bệnh viện thì ví dụ rảnh giờ nào rảnh ngày nào cứ xuống, không rảnh thôi đó. Rồi sao kêu đem con mình ra ngoài, phải như đem con mình ra ngoài đó,
Để ở nhà nó không nói. Để ngay trung tâm của... Chém một coi đó. Chém một coi đó. Mình thấy kỳ kỳ. Thấy không? Sợ mốt sanh ra cái ở đó người ta nhận cháu luôn. Mất cháu luôn. Mất cháu luôn. Vừa mất con mà vừa mất cháu nữa. Thấy kỳ kỳ thôi, anh mới điện cho bả, điện thôi. Tao chở nó không ổn thôi, thôi dẫn Hường về đi. Đó, thì cái vụ mà không cho quay là cái vì cái vụ đó đó. Mới không cho quay. Có nghĩa là không phải là không cho quay mà do chứ không phải là giúp đỡ rồi. Đúng nên rồi. Anh không có cho quay nữa vì không muốn trông chờ sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân đúng nữa. Chứ... Tại vì cũng có người hứa rồi đúng không? Đúng rồi. Chứ không phải là mình sợ sạch, mình nói mình giấu không? Nó nói thôi mấy ông này quay cái mấy công bể này ra kia tùm lum. Dạ. Mình nghĩ. Nhưng mà từ cái clip đầu tiên á, clip đầu tiên mà Hường nó có bầu á, cái sau đó anh dứt anh không cho quay nữa, nhiều người họ nghĩ vậy đó. Đúng rồi. Đi. Nghĩ vậy thì nếu mà quay nằm cái tình trạng gì anh cũng phải nghĩ vậy thôi. Đúng rồi. Đúng không? Người ngoài cuộc họ phải có quyền họ nghĩ. Đúng rồi. Nhưng mà có hay không là chuyện khác nữa. Đúng rồi. Tự nhiên cái nhỏ gái ổng có bầu thì người ta lại quay ta giúp đỡ cái ổng không cho. Cái ông này cũng kỳ quá. Ông này cũng có vấn đề rồi phải không? Phải không? Lạ có vấn đề gì sao tự nhiên ông giật mình. Ông này là ông có tật giật mình. Đúng không? Nhưng mà tại vì thế kẹt thế. Đúng rồi. Kẹt thế. Cho nên là bữa nay là anh giải thích cái vấn đề này cho mọi người rõ là đợt đó người ta nhiều người họ cũng nghĩ lắm, họ nghĩ tới chuyện đó. Kêu anh không lẽ có. Nhưng mà lúc ở trong thế kẹt đó anh có biết cách xử lý sao? Chứ không biết cái đường luôn đúng không? Không biết đường. Tại vì nó hứa là nó giúp về mình thôi. Mình buông cho nó giúp. Đúng không? Chứ nhờ chi cộng đồng mạng bà con người ta. Nhưng mà vì đó là anh có hai cái nỗi khổ. Một á là mang tiếng là cha dượng có một cái vấn đề gì đó. Hai á là lại đi xin không có tiền. Hơn đi sinh không có tiền nữa, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái thời gian mà đưa xuống dưới Đồng Nai cho bao lâu anh? Ba bữa. Bữa thứ ba là điện cho bả bữa bút về. Nói bả nói bây giờ ở dưới thấy ổn không? Nếu mà không ổn á, bả điện bả mới nói trời ơi, tưởng đâu là đem về nhà nó. Rốt cuộc ở ngay cái trung tâm gì đâu mà dừng tùm lum đó, nuôi đủ thứ đó, nhỏ cũng có mà lớn cũng có nữa. Chung có phòng cảnh rồi sau rồi nó để vô trong cái giống như nó xây cái nhà nó để chung vô trong á, còn nhỏ này nó đâu phải bình thường. Thế là anh thấy mình anh với chị cũng còn có sức khỏe, có điều kiện chăm sóc được, chỉ kẹt tiền trong lúc đó thôi. Đúng rồi. Mà sau này mình buôn bán thì mình cũng có thể xây sở được đúng không? Đúng rồi. Thứ hai nữa là bản thân anh cũng giật mình, vụ mà đưa vô đó là trường sao sinh rồi cháu mình có đem về được không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nó kẹt nữa. Thấy người ta chăm người tái rồi cái mình lên mình bắt về nó cũng khó. Đúng rồi. May đi chứ ha. Ông là trường sao này sinh rồi lên nó cũng. Với bả khờ đó. Đúng rồi. Bả khờ đó. Ví dụ ta lên ta làm giấy, ta làm giấy rồi ta không làm giấy. Đúng không? Cho bả. Mà ngược ta lên ta làm giấy đứa cháu mình là của người ta. Cho người ta. Đó, đúng. Nó ngặt là ngặt vậy đó. Rồi lúc đó là mình kêu ai? Rõ ràng là anh phát giác rất là nhanh. Phán đoán hay ha. Ông anh nằm anh tối anh suy nghĩ anh là ủa sao cái tình thế sao kỳ quá vậy ta? Nó lạ lạ phải không? Mình thấy nó kỳ kỳ. Nhưng mà nghe chị nói là trước khi bé sinh á, anh có nằm mơ gì hả? Anh có từng lễ 10 bữa vậy đó. Nằm mơ rồi thấy người đó là cạo đầu chọc, quấn áo cà sa đó, màu vàng. Là bưng nó nhỏ là y gan cái mặt nó luôn. Bưng lại cho anh nói là thôi đi. Con nuôi nó thì là anh thức dậy mà anh nổi da gà. Thức dậy mà mình còn nổi da gà.
Là cái đêm gì kỳ quá vậy? Còn một tuần 12, còn 10 ngày nữa là bé Hường sinh đó. Tạm ma vậy. Cái mặt tròn quá y gan luôn. Kỳ ha. Ừ. Lạ thiệt á. Nó làm như có đêm hay gì á. Mà ông nói ông thầy chùa chứ không phải là người thường. Ừ, chứ không phải người thường. Người mặc quen mặc áo cà sa. Đúng rồi. Lạ thiệt. Tại vì lại cái đưa cho mình à. Nó cho mình nhận. Ừ. Cái thức dậy cái nhớ chật lại con Hường nó, Hường nó có bầu. Thấy không? Bắt đầu mình mới chân hưởng là chắc suy nghĩ chắc ở trên người ta cho mình đứa cháu. Thôi hôm nay cũng chúc mừng ông ngoại với bà ngoại là đã lên trước ha. Ông ngoại với bà ngoại chúc mừng anh với chị. Thật ra là cái chức này là cũng ra vợ anh chị là rất đặc biệt á. Chứ trước đó thì không bao giờ anh chị mà nghĩ mình có cháu được đâu. Đúng rồi, đâu nghĩ đâu. Thì cái... Chứ anh sống với bà là chị, trong nhà chỉ có ba người. Con Hường á thì nó bị tâm thần. Nó đâu có biết gì đâu. Có hai chồng hữu hỷ với nhau, có ai đâu trong nhà. Giờ tự nhiên đụng ra có con đứa này, mai mốt mà biết nói chuyện rồi vui nữa. Ừ, cái nhà nó khác. Khác chứ. Ừ, không phải như lúc trước nó vắng lặng. Vắng lặng. Thật sự là bây giờ chưa nói chuyện nhưng mà có một thằng tiên máu nó đúng là rồi. Vui rồi. Cho nên nó là chừng sau nó bị vô suốt cả ngày. Cực tuyệt. Cực là mình biết là mình cực rồi đó. Nhưng mà con cái đó là con cái nó cũng là cái niềm vui. Cái niềm vui nó mang lại nhiều hơn. Đúng rồi. Anh đi mua phế liệu này kia đâu. Thì khi tao bán đồ, tao bán có ba cái đồ chơi nó lộn vô á. Nhiều khi đem về. Có cái này nó lành lặn. Có cái nhiều khi xe cộ rồi nó bị xúc bánh xe đồ này kia cậy. Để dành cho cháu. Gom về rửa. Rửa bây giờ để nguyên một tụng để dành cho nó. Anh thấy máy đồ chai rồi, nghe gì nói là được. Còn đồ chai anh đi mua rồi về anh sửa lại. Làm lại mai mốt để cho nó chơi chứ mình lớp nào lo cơm gạo, lớp nào lo sữa bọng tiền đâu mà mua đồ chơi cho nó chơi. Cái cho nó chơi bậy bạ đó cũng được. Vậy là bé Hà My là từ khi đổ sữa là nó... YouTuber lại quay là mình không cho quay thì người ta phải ghét mình rồi. Tao là cái ông này ông kỳ cục. Người ta quay tao giúp đỡ mà không cho quay. Người ta đâu biết. Nhưng mà mình sơ ý cái mình quên mình nói cho ta hiểu. Bây giờ nó kéo dài đúng rồi, nó kéo dài tới bây giờ hiện tại tới bây giờ con Hường nó sanh con luôn rồi. Phải không? Mà tới ngày hôm nay mình mới nói. Chứ lúc đầu mình tại vì sơ ý không nói thôi đi chậm mà chắc anh. chứ mình nói trước đâu ai rồi nói mình cái này kia. Bây giờ là tiếp YouTube thoải mái. Bây giờ tiếp thoải mái, bây giờ hết sợ rồi. Ủa anh quay lên YouTube anh có coi, anh có coi bình luận là ủa sao ngày này kia chửi mình hoài ta. Mình có làm gì đâu mà chửi mình. Có rất nhiều người họ bình luận trái chiều đúng không? Ừ, sau người ta nói mình hết này hết nói hết kia. Yeah. Thì ra là cái vụ mà không cho quay vậy đó. Thì lòi ra cái đó là anh mới hiểu. Đúng rồi.